Anh em cần là pass VIP, pass cao cấp và tất cả các dịch vụ khác, liên hệ ngay số điện thoại Zalo đang hiển thị trên màn hình. Vâng, và xin chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Ở trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thi đấu một con tàu, đó là con Grab Glider. Đây là một con tàu khô trục tàng hình. Trước đây thì rất là mạnh nha anh em ạ, nhưng sau một khi bị nép về 3 tên lửa thì bây giờ thì anh em cũng ít khi sử dụng lắm. Và sau đó thì bây giờ nó lại hồi sinh lại. Đó, nhưng mà cái vấn đề là anh em vẫn rất ít khi sử dụng. Đó, lý do tại sao thì từ từ mình sẽ giải thích cho anh em. Rồi theo yêu cầu của bạn này thì mình sẽ chơi cái loại tên lửa đó là Atmaka. Cái khe còn lại thì đó sẽ là cái Pramod. Glider thì nó sẽ được trang bị đó là 4 tên lửa chia làm 2 khe, mỗi khe là X2. Đó, thì mình sẽ đều chơi hết tên lửa trên thị trường theo yêu cầu của bạn này. Pháo sẽ là TMF, súng phóng lựu đó là cái PKX. Nhưng mà anh em thông cảm là cái PKX thì ở cái arc của mình nó không có, cho nên mình sẽ sử dụng cái SR5 thay thế cho cái PKX. Ống phóng ngư lôi sẽ là cái Thai 89. Ngư lôi gây sát thương rất là mạnh, trực thăng Mi-28. Và phòng không thì bạn này bạn ấy ưu tiên về cái mặt chống tên lửa Rattle R440. Đấy, cơ bản nó sẽ là như vậy. Đấy, chính vì lý do là chỉ có 3 cái phòng không này, cho nên là mặc dù là được búp lại nên 4 tên lửa giống như cái ngày nó mới ra ấy, nhưng mà tuy nhiên thì rất là ít anh em sử dụng. Chúng ta sẽ đi chiến đấu luôn. Cái pháo tự động thì Glider nó không có, và phòng không thì rất là ít. Nó được cái về cái hiệu suất tấn công thì nó đa năng thôi, còn khả năng phòng thủ thì rất là kém. Cũng chính vì cái lý do này cho nên là cái xác con Glider cũng, nếu mà mặc dù nói là tàu khu trục đấy, nhưng mà nó cũng hơi to. Chính vì vậy mà cũng dễ bị tấn công lắm, khả năng phòng thủ thì kém. Cơ bản là anh em muốn chơi được thì phải phối hợp cùng với đồng đội đi cùng là chính. Cũng khá là lâu rồi mình cũng không có sử dụng cái con Glider này. Hôm nay thấy anh em comment lại con Glider thì công nhận là cứ lâu lâu không làm con gì, làm kiểu gì mình cũng làm con đấy ngay. Đấy, anh em cứ yên tâm nhá. Còn trận này sao thì lắm tuần dương thế nhở? Một bên thì rõ là nhiều tuần dương, một bên thì toàn khu trục ạ. Hi pang cái gì mà hi pang. Mình cứ đi check map trước vậy. À, team mình nghe cũng có người biết chơi đấy. Tàu sân bay level 15 là hỏng rồi. Nghe nó hơi toang tí anh em ạ. Thông cảm nhá. Bạn ấy lại muốn ra đối đầu với mình rồi. Pop anh em ơi. Trời ơi. Và như vậy là bạn này theo như cái bộ combo của bạn này thì cơ bản là chúng ta gọi là khóa mục tiêu. À, chúng ta cấu nhà được là 67.000 dam. Một chết cha rồi anh em ơi. Cái con này cái loại phóng lựu này thì dù là PKX hay là SR5 thì anh em đều không thể nào mà phá được cái ống phóng ngư lôi. Còn chúng ta phải chấp nhận rồi, không biết làm thế nào hơn. Và dính cái loại phóng lùi đau quá anh em ạ. Rồi thôi, ông kia xác định là đi lên một mình thế là chỉ có toang anh em ạ. Không có gì để mà nói cả. Pop. Ồ. Cái góc của mình thả ngư lôi nó hơi lỏ anh em nhỉ. Thả nó hơi lỏ nhưng không sao. Trời ơi. Em chỉ dám thò ra em cố máu này thôi. Chính vì cái phòng không yếu, không có pháo tự động, mình cũng không có dám liều. Ô thế anh em không xử được cái bạn kia. Bạn yếu lắm rồi đấy. Rồi như vậy là đội bạn mất 1 mà đội mình mất tận 2 luôn ạ. À. Nhìn lúc đầu thì có vẻ ngon, nhưng mà nhìn thấy có ông tàu sân bay level 15 mà thấy hơi bị mất uy tín rồi nha. Pop anh em ơi, pop. Có bao nhiêu thương là chúng ta phải dồn hết cho bạn ấy luôn. Trời ơi. Vâng, em vừa tầm em lùi lại là nó quá đẹp anh ạ. À. Cái combo mà Akmaka với lại cái Pramos này thì nó cấu thì cực kỳ là đau. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lại 3-3. Từ xong rồi. Mất con trực thăng là mất map luôn rồi. Team mình thì đang bất lợi hơn anh em ạ. À. Mình đang chưa xác định được cái vị trí con tàu ngầm nó ở đâu. Pop. Trời ơi, bắn được đúng một viên ạ. À. Viên thứ hai trượt. Hơi khó nhằn anh em ạ. À. Rồi xong rồi, thằng tàu sân bay lúc này nó cứ ra là cứ mình nó xí thôi ạ. À. Anh thế nhỉ? Pop. Vã luôn. Có map anh em vã luôn. Trời ơi, úi trời, anh em phối hợp nó hay thế giời ơi. Đau, mình cũng đang đứng trước nguy cơ bị đột tử anh em ạ.
như vậy là tàu sân bay nó ở đây. Ôi giời, anh em có map không? Giời ơi, what the hell. Dí mình không tha luôn, là tại vì mình mang cái phòng không Crattle R440, chính vì vậy là nó không phá được. Anh em thông cảm nhá, trận này thì chắc là toang rồi. Cái phòng không này thì nó sẽ không giúp cho anh em có thể bắn phá máy bay được đâu. Nó chỉ giúp cho anh em có thể gọi là chống được cái tên lửa khi mà bắn thôi. Đấy, anh em có thể nhìn thấy rất là rõ cái việc mà chống lại tàu sân bay nó kém như thế nào. Cơ bản anh em chống được tên lửa thôi. Bạn này thì bạn mang cho mình con J26 P125 MQ25. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang trận mới luôn nhá. Anh em chờ đợi này thì nó hơi lâu. Đấy, với cái việc anh em mang cái R440 ấy thì anh em chống lại tên lửa thì anh em chống lại máy bay rất là kém, tại vì là nó không có súng máy. Đây cũng là một cái bài học đắt giá cho anh em. Chúng ta nếu như mà phòng không mà nó chỉ có một khe hoặc là nói chung là ít phòng không ấy, thì nên tận dụng những cái loại phòng không mà nó có cái tổ hợp súng máy, nó kết hợp với tên lửa thì nó sẽ được cả hai mặt. Nhưng còn nếu mà lắc cái này không thì được cái là trúng thì đam to, nhưng mà thường thường cũng chẳng ai để cho anh em mà bắn trúng đâu. Chắc là trừ khi người ta bị hết cái bẫy mồi tên lửa thì chắc là còn được, đúng không anh em? Đó, trận 2 chúng ta sẽ lại thi đấu trên miền đất xanh. Mà hy vọng là trận này là anh em cover mình ngon ngon tí nhá. Như trận trước là làm xong cái là mình cũng quẳng luôn thì. Lúc ấy là trực thăng mình không còn. Chứ còn nếu mà còn trực thăng thì mình cũng đi check được ngay. Đó, trận trước thì lắm tuần dương, trận này toàn khu trục ạ. Tao sẽ bay đi check map luôn này anh em này. Đó, anh cứ đi check map đi. Em sẽ đi bên này cho. Úi giời ơi, úi giời ơi, Veliki. Veli ơi, Veli. Pop. Cái miếng mồi ngon như thế này anh em ạ. Úi giời ơi. Thơm thịt. Thơm thịt. Pop. Pop được nữa kìa. Pop được kìa anh em kìa. Anh canh cứ bình tĩnh, làm gì mà phải vội. Đây đây đây, có em ở đây rồi. Có em ở đây rồi. Bình tĩnh cho nào. Úi trời ơi, úi trời ơi. Đội bạn hình như đang có thù hằn cá nhân gì mình hay sao đây. Mình cứ thấy ai bắn được thì mình bắn thôi. Chứ anh em là dã mình là tơi bến luôn. Rồi như vậy là anh Veli anh bỏ chạy à? Anh bỏ chạy thì đảm bảo là anh tàu sân bay này tan nát rồi. Chỉ còn đúng một cái nịt. Mồi ngon thế nhỉ? Thế anh mồi, anh bây giờ anh mồi tiếp đi. Đấy, anh mồi tiếp đi. Em bắn tiếp đây này. Anh Veli mà anh ấy bỏ chạy thì đảm bảo không ai cover được cho anh tàu sân bay tầm này nữa rồi. Pop. Pop. Trời ơi. Được được, góc của anh ấy lùi là ok đấy. Nhưng mà em đảm bảo là cái cuộc đời anh là nó cũng giặt dẹo như nhà chị dậu rồi. Pop anh em ơi. Ngán cái gì. Không cần phải bẫy mồi. Cái kinh nghiệm của tôi tầm này là không cần phải bẫy mồi. Đấy, đội bạn bây giờ là giặt dẹo rồi đấy. Có tàu sân bay nó chơi hay như thế chứ đâu phải như cái ông Ever-15 như trận trước thì tôi cũng gọi là ôi trời ơi. Úi trời ơi. Pacity này anh em này. Còn hiện tại con Pacity này nó đang có một cái góc rất là đẹp. Vì nó vướng cái con xác con Belly ấy. Mình bắn cái góc này nó hơi khó ạ. Anh em chờ tí. Pop. Đấy. Cái cách combo như thế này là anh em chỉ có chơi theo kiểu cấu rỉa như thế này thôi. Lên xong lại lùi. Ô, không chết à? À mình tưởng các bạn ấy không chết thì đúng là thực sự là quá bịp. Cái bạn gì đây, bạn mồm lèo. Bạn này là bạn nào ta? Ô thế bạn này bạn người Việt Nam à? Xin lỗi bạn nhé, bây giờ mình mới biết có sự hiện diện của bạn. Chờ em lên be cùng. Vâng, bạn cứ lên đây. Bạn cứ lên đây, tầm này thì bạn muốn đi đâu cũng được, khỏi phải be. Bạn Lê Y. Rồi phải công nhận là cái như cái trận trước ấy, mình bị mất map, đằng nào cũng chết mà. Thôi dí cái mặt cho tàu sân bay nó giết chết luôn. Trận đầu khởi đầu thế là nó hơi đen. Pop. Úi trời, trận này bắn ghê thế. Giời ơi. Pop. Úi trời ơi.
không ăn được cái màng ý nhỉ, hơi nhỏ. Rồi, công nhận là cái con Lider này khi mà được tấn công thì nó sướng, mỗi tội là cái khả năng phòng thủ thì nó kém đấy, anh em biết rồi đấy. Mà cái Crotal 440 đấy, nó chỉ có mỗi tên lửa thôi chứ làm gì có súng máy đâu. Chúng ta sân bay thì kém lắm. Và chúng ta sẽ làm nốt trận 3. Nốt trận 3 chúng ta sẽ kết thúc cái video ở đây. Và buổi chiều thì mình sẽ phải làm nốt cái trận chung kết cho cái Clan Gen Z nữa. Và cho nên là thôi chủ động là làm cái này thôi. Đến chiều mà nếu mà xong thì mình sẽ làm tiếp cái video ngày mai cho anh em. Ô, con cái trận đấu này kiểu gì mà sao đấy? Cái video này kiểu gì mà sao nó lại toàn miền đất xanh thế nhỉ? Anh em có hiểu được không? Tại sao nhỉ? Trận này chúng ta không có sự hỗ trợ của tàu sân bay rồi. Đội bạn thì vẫn có sự hỗ trợ của tàu sân bay. Đây là một cái khả năng ghép team cực kỳ thiện lành và quán lỏ. Anh cứ sang đây đi, anh cứ hành hạ bọn em đi. Bọn em đang chờ đợi cái sự hành hạ của các anh đây. Bộp. Trời ơi, chúng ta đang phải bắn thủ công đấy anh em ơi. Bắn được không? Trời ơi, còn tên lửa bay sang như mưa nhưng mà không thấy anh mất máu gì nhỉ. Pop. Ui trời ơi. Ui trời ơi. Rồi xong rồi, xong rồi. Chúng ta cũng kịp xử lý được một anh. Ô, anh thấy cái mùi hay vậy ta. Sao anh ấy học được cái chiêu thức mồi đâu mà hay vậy ta? Tuyệt kỹ thiếu lâm của anh hay sao vậy? Anh ấy bây giờ anh ấy mới quyết định là lặn xuống ạ. Thôi anh em nhá, anh em đừng có cố tham thằng tàu ngầm nhá, tham tàu ngầm là chết đấy. Hơi khó bắn. Có góc không ta? Như vậy vẫn không có góc ạ. Và rất là lâu rồi mình mới gặp một cái anh CGX21 này. Bao nhiêu thương em phải trao hết cho anh luôn. Đấy rồi, đấy rồi. Anh cũng có vẻ như sắp muốn lòi đầu ra để xin chết này này. Như vậy là không ăn được kìa. Team mình mặc dù là không có sân bay nhưng mà phối hợp với nhau rất là tốt. Đi giữ cự ly khoảng 2-3 km, giữ cự ly kiểu 2-3 km như thế này này. Rất là ngon, hợp lý. Rồi, xong rồi, xong rồi. Dính combo Atmaka với Pramod của em thì anh chỉ có gãy thôi. Ở trận này nó hơi nhanh anh em nhỉ. Mình nên mình xử nốt thằng tàu sân bay đi. Kể như còn cái con trực thăng này lên check thì nó nhanh, nhưng còn như thế này thì nó hơi lâu. Đấy anh em thấy không? Phòng không này gần như là không bắn này. Đấy, thỉnh thoảng mới bắn lên thôi nhé. Đấy, cho anh em xem cái điểm yếu đấy. Nhưng anh em mà mang cái R440 thì phải chấp nhận rồi. Không thể làm gì khác được. Bỏ qua con K39 luôn. Vã cho thằng này nó tơi bến luôn. Đây rồi. Và như vậy là chúng ta không phá được ngư lôi. Chúng ta chỉ có thể là chống bằng tên lửa và cái ống phóng ngư lôi X2 thôi. Nào, em đứng đây, em giơ cái mặt của em ra đây này. Em đang giơ cái mặt của em ra cho anh đấy. Úi giời, 83.000 đam núp rồi. Úi giời. Đáng mẻ không anh em ơi. Máu nó tụt thảm hại luôn ạ. Xin phép anh em là mình cứ đi lên nhé. Chết thì thôi. Đấy, chết cũng được. Đúng là cái tốc độ 26 hải lý đấy. Nhưng mà tại vì cái xác nó to quá, độ cơ động nó hơi kém. Anh có chết không? Như vậy là thai 89 của mình đến hơi chậm. Sớm một tí thì nó lại ngon. Đấy, cơ bản là lắp cái phòng không này thì nó hơi kém anh em nhé. Nếu như mà được thì anh em cứ lắp cho mình cái thai 70C. Nếu như mà chưa đến cái level 25 hoặc là lắp cái phòng không gác pull khi mà anh em đã đến cái level 25 nhé. Đây sẽ là cái sự lựa chọn tốt nhất dành cho Lider ở cái thời điểm hiện tại rồi. Một lần nữa thì cảm ơn tất cả anh em đã xem hết cái video của mình. Hẹn gặp lại tất cả anh em trong những cái video sau.